trước đi. Ba sẽ gặp hai con sao? Ở hậu con rùa. Ai tới trước người đó sẽ được thưởng tổ phở ra. Làm gì tới ngày mốt giờ ta? Anh Đắc. Hả? Đắc. Hả? Ngày mốt cậu mới chạy á. Giờ em có định đi làm gì không? Chắc tôi đi thăm hai đứa con gái của tôi. Ủa? Anh có địa chỉ tụi nó trên này hả? Không có. Không có sao tìm tụi nó được? Mấy cha con tôi hẹn nhau gặp ở hồ con rùa ở Sài Gòn á. Chắc tôi đi tới đó đó. Thôi tôi đi nha. Anh ơi, cho tôi hỏi thăm, ở đây có ai tên là Tâm Anh, Tâm Ý đến đây để mà nhắn cái địa chỉ cho ông Tâm Đắc không anh? Tôi không biết anh. Dạ, cảm ơn anh. Tránh ra coi cái đồ đáng ghét. Đồ nhà quơ mà bày đặt xài điện thoại, thấy mà mắc mệt hà. Tâm Ý à, là ba nè. Tâm Anh ơi, có nhớ ba không? Dạo này con còn đẹp không? Ba con nè. Tâm Anh, Tâm Ý nè. Sao điện thoại? Anh ơi, anh. Tâm Anh ơi, em có thấy điện thoại của chị không? Dạ không. Ồ, đâu rồi ta? Từ nay hai đứa phải thân thiết với nhau nghe chưa? Dạ. Alo, ai gọi đó? Tâm Anh hả con? Ba nè. Sao cứ gọi hoài vậy đồ biến thái? Alo. Alo. Nam Chi ơi. Vậy em có lấy cái điện thoại của chị không? Không thấy. Em có thấy cái điện thoại của chị không? Sao chị tìm hoài không thấy gì hết á? Anh ơi, anh cho tôi gọi một lần nữa nha. Tôi không thấy. Ủa mà sao chị ngộ quá vậy? Điện thoại của chị mà chị đi hỏi tôi là sao? Là tiếng điện thoại của chị đó, em giấu đúng không? Không được, không có giấu. Trả lại cho chị đi mà, có người gọi kìa.
đồ trong nhà Quang đều là của Quang. Trả lại cho chị đi mà, sao em giấu của chị? Không. Bây giờ em không trả đúng không? Không trả. Nhờ quá. Chị đưa đây. Trả cho chị đi mà, sao em kỳ vậy? Đưa đây. Ê! Tâm Anh ơi, bắt máy đi con. Tâm Anh. Bị gì vậy ta? Anh ơi, tôi chưa gọi được, cho tôi gọi lần nữa nha. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Bộ hư rồi hả? Trời ơi, chọn nhiễm hư mới là lạ. Em quá đáng lắm luôn á. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Kỳ vậy ta? Sao gọi hoài mà không được vậy nè? Vui lòng để lại tin nhắn. Chú tìm bộ đồ. À, để con bật đèn lên. Ờ, chắc phải mở đèn rồi. Chú xin lỗi con nha. Dạ. Mà chú muốn tìm bộ nào để con tìm cho chú? Ờ, lấy chú bộ đó đi. Bộ này hả chú? Hồi nãy á, chú gọi cho con, nhờ con lấy trước. Nhưng mà gọi cho con không được. À, điện thoại của con bị hư rồi. Ủa sao vậy? Dạ, tại nó bị rớt xuống đất đó chú. Đâu, đưa chú coi. Được rồi nè. Ủa sao hay vậy chú? Chắc là do rớt xuống á, nó bị sập nguồn. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn con nha. Dạ. Thôi ngủ đi nha. Dạ. Chị cũng không biết nữa, nhưng mà hy vọng là ba còn chờ tụi mình.
Đi, đi theo chị. Ba ơi. 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 Ba đâu vậy ba? Ba ơi. Chị ơi, chắc ba không chạy Tâm ơi! Ba nè! Ba! Tâm anh! Mà nhớ con Râm con có biết không hả? Mà nhớ, mà nhớ con Râm. Ba ơi, sao ba đi lâu quá vậy ba? Ba có công việc của ba. Tâm ý, cuộc sống con sao rồi? Dạ, con khỏe ba. Ba, Tâm Anh đi học rồi đó ba. Tâm Anh đi học rồi hả con? Dạ. Ôi ơi, con gái của ba giỏi quá. Ba ơi, con được 10 điểm luôn á ba. Được 10 điểm thì con phải vui chứ sao con khóc. Vui lên chứ. Đâu, đưa cho ba coi 10 điểm của con đâu. Đi lên nè ba. Trời ơi, đúng là 10 điểm rồi. Con gái của ba giỏi quá. Vậy là ba phải thưởng con. Con thích ăn phở lắm đúng không? Dạ. Ba sẽ dẫn con đi ăn phở nha. Dạ thì hả ba, cảm ơn. Ăn 10 tô luôn hả? Dạ. Được luôn. Ba, con biết chỗ này bán phở ngon lắm á. Ở đây đóng cửa rồi, mình đi chỗ khác nha ba. Đi kiếm chỗ khác đi con. Đi. Dạ. Nhanh lên. Ủa? Chỗ. Quán này cũng đóng cửa luôn rồi con. Giờ sao ba? Hay là ba cho con mình ra ngoài kia chút xíu coi. Dạ. Quán nào mở cửa không? Đi. Quán này cũng đóng cửa rồi con. Dạ. Sao? Thôi đi tìm quán khác đi con. Đi, lẹ lên. Dạ. Sao giờ này không có ai bán gì hết trơn vậy Tâm Lý? Dạ, giờ cũng khuya rồi mà ba. Giờ cũng khuya thiệt rồi. Có quán hủ tiếu hay quán mì gì kìa. Mình vô đó ăn được không con? Dạ, cũng dạ. Được đó ba. Mình đi nha. Dạ. Dạ. Giờ mấy con ở đó đó hả? Ba xin lỗi mấy con. Tâm Anh, ba xin lỗi con là bữa nay ba không dẫn con đi ăn phở được nha. Dạ, không sao đâu mà ba. Không ăn phở hôm nay, ngày mai con ăn phở đúng rồi mà ba. Ngày mai. Dạ, sao vậy ba, cũng được hả ba? Được chứ con, được, ăn đi. Tâm Anh, em thích uống nước ngọt lắm đúng không? Dạ. Em qua kêu chú làm nước ngọt cho em nha. Dạ. Ba sắp đi nữa đúng không ba? Ba về đi chứ. Ba đi xa lắm đúng không ba?
sao con? Con này không có nước ngọt. Con gái bà uống nước ngọt là bụng bự đó nha. Ba ba ơi, vậy thì ngày mai con uống nước ngọt được không ba? Hôm nay. Ngày mai. Được con. Ăn đi. Con ráng ăn đi, ăn cho no đi ha. Dạ. Xong cái mấy cha con mình ra cái đá kia ngồi nghỉ nha. Đi con, ba cho con mình ngồi đây đi ha. Dạ. Ba ơi, cái này ba ngủ ở đâu vậy ba? Ba ngủ với Tâm Anh nha. Thế nha ba, đã quá. Chị ơi, lỡ như là chị không cho là sao chị? Không sao đâu mà. Ba, ba chụp hình cho tụi con nha. Ừ, nhưng mà mình chụp bằng gì con? Chị có điện thoại đó ba. Ồ vậy hả? Vậy thì đi chụp đi con. Một, hai, ba. Ba ơi, ơi, gặp ba con vui quá à. Bây giờ về nha con. Ba cho con mình chơi trò trốn tìm nha. Trốn tìm hả ba? Con giỏi chơi trò đá lắm đó. Vậy thì bây giờ ba cho con mình quánh tu tì ha. Dạ. Ai thua thì người đó 50 nha. Dạ. Rồi bắt đầu. Quánh tu tì ra cái gì ra cái này. Con thua rồi. Con thua rồi. Gái ba thua rồi. Con xui quá à. Nếu con thua rồi thì bây giờ con phải 50 ha. Dạ. Để cho ba với là chị con trốn nha. Dạ. Nhưng mà nhớ nè, con phải đếm thật chậm nghe chưa? Dạ, con sẽ đếm chậm 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 luôn. Con phải đếm thật chậm. Dạ. Thì ba mới kịp trốn nghe chưa? Dạ. Ủa gì vậy ba? Đâu có gì đâu con. Thôi con đi 50 đi. Dạ. À ba ơi, trốn chỗ này, chỗ này với chỗ này, không được đi tốt ra đằng kia nha ba. Ba nhớ rồi. Con đi 50 đi. Dạ. Nhớ đếm thật chậm nghe chưa? Ba xin lỗi hai con. Nhớ ráng tìm lời nói khéo cho Tâm Anh nghe chưa? Ba cũng phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha ba. Ba hứa ráng lo cho em nghe chưa? Ba đi, ba sẽ về mà nha con. Dạ. Ba đi đi ba. Hai ơi. Ba đi đi. Nhớ lo cho em nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Ba ơi. Ba mươi. Cha ơi, con đã lớn khôn thật rồi. Con là tình yêu, là tất cả của đời cha. Như ngày thơ, dẫu nắng hay mưa trên đầu, dẫu khó khăn bao nhiêu màu, cha vẫn mong con được giấc ngủ sâu. Con của cha ơi, con hãy luôn luôn tin rằng cha là tia nắng. Ráng lo cho em nghe chưa? Ba đi rồi ba sẽ về mà nha con. Dạ. Dòng đời trông gai, đôi lúc con thấy mệt nhoài, vấp ngã trên con đường. Tâm Ý và Tâm Anh, hai đứa con bảy mươi lăm nhất trong đời này.
con hãy hứa với ba là phải thật mạnh mẽ và sống khỏe mạnh cho tới khi chúng ta gặp lại nhau. Ba ơi, thì ba vẫn luôn ở bên cạnh các con. Tâm tâm tâm, ba yêu các con. Cha giữ mãi trong tim bao điều là năm tháng bên con sớm chiều và tình yêu cha dành cho con. Con của cha ơi, hoàng hôn đã khuất sau lưng đồi. Ba ơi, dù ba ở đâu cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Ba cố lên, tụi con mãi yêu ba, tâm ý và tâm anh. Bộn bề cuộc sống, cha vẫn luôn mong được sẻ chia với con. Má